Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nàng dâu tuổi 17 của tác giả Việt Nga Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ cậu cả sau khi thưa chuyện với cha mẹ vợ đàng hoàng thì mới mạo muội nói Thưa cha mẹ, chuyện xảy ra với vợ con ngày hôm nay một phần là lỗi ở con nay cô ấy lại đang bụng mang dạ chửa nếu để bên nhà con thấy không yên tâm con mang vợ con sang đây nhờ cha mẹ chăm sóc cho cô ấy một thời gian được không ạ à? ngoài cha mẹ ra con không tin tưởng ai cả bà thìn rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cậu cả nói con nhài nhà chúng tôi được gả cho cậu là phúc phận của nó. Gia đình chúng tôi cũng vì vậy mà nở mày nở mặt. Này nó chẳng may thành ra thế này, cậu không những ghét bỏ còn thương yêu nó như vậy thì người làm cha làm mẹ như tôi sao mà làm ngơ được. Cậu cứ yên tâm đi làm việc quan đi, con nhài sẽ ở lại đây với chúng tôi. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo vậy. Cậu đừng lo lắng gì cả. Dù hiện tại nó có điên loạn thì vẫn là con gái của tôi chúng tôi không thể bỏ con được. Nói xong, bà ôm chặt mợ cả vào lòng, nước mắt bà rơi ướt đẫm vai áo mợ. Cậu cả cảm động không nói nên lời. Cậu rút ra một ít bạc giấy đưa cho bà nói: chăm sự xin nhờ cậy ba mẹ, con chỉ có chút ít này, mong mẹ đừng từ chối. Mẹ hãy mua thêm đồ ăn tẩm bổ cho cô ấy giúp con. Khi nào về, con sẽ sang đón vợ ạ. Con Mão nãy giờ nghe cậu nó nói chuyện với ông bà mà nước mắt cũng rưng rưng. Nó vần về gấu áo nói. Ông bà cho con ở lại đây chăm sóc mợ cả ạ. À? Ông Thìn từ đầu chỉ nghe vợ và con rể nói. Giờ thấy con Mão nói vậy thì xua tay bảo. Ấy chết, không dám phiền cô. Nhà này vẫn còn ba đứa em của nó. Còn có vợ chồng tôi đây. Nên cô cứ về bên ấy chăm lo cho ông bà tránh. Mợ cả ở đây đã có chúng tôi rồi. Ông đã nói vậy thì cậu còn biết nói gì nữa. Cuối cùng cậu nắm lấy tay vợ dặn dò, rồi xin phép cha mẹ vợ để đi hầu quan trên. Nhìn theo bóng hai chủ tớ cậu khuất dần sau rặng tre, mà bà Thìn chợt thở dài một tiếng. Con tị tối đó cứ ôm cứng lấy chị mà khóc. Nó mới 14 tuổi đầu, nhưng cũng đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Nó thấy cuộc đời chị sao mà khổ quá. Đúng là hồng nhan bạc phận, lời các cụ nói chẳng bao giờ sai trong phòng riêng mợ hai cứ đi đi lại lại vẻ mặt lo lắng đăm chiêu hai tay mợ nắm chặt muốn bật máu răng nghiến vào nhau ken két mẹ cha cái thằng mất dậy cứ đeo bám mợ mãi không thôi nó liên tục tống tiền mợ hết lần này đến lần khác cứ làm như mợ là cái mỏ vàng cho nó đào ấy vừa nãy mợ lại nhìn thấy bóng nó làng vàng trước cổng nhà Thằng bỏ mẹ này rất khôn Nó toàn nhà đúng lúc ông tránh gia đình Cậu cả không có nhà Và bà tránh đang ở trong phòng mới thò mặt ra Mợ ta đang đau hết cả đầu Vì chưa nghĩ ra cách nào để trị thằng này Tiếc là nó đã nắm được bí mật của mợ Sớm biết gặp phải thằng cù nhầy ấy Thì mợ đã không xại gì mà dính vào nó Nhưng mợ không thể giúp đầu trốn mãi trong này được Một khi nó chưa nhận được tiền của mợ Thì nó còn đến đây nếu như vậy thì sớm muộn cũng bị người khác nghi ngờ. Ai chứ cậu cả mà tóm được thì chết chắc. Đành phải ra mặt thôi. Nghĩ là làm, mợ giả bộ cầm cái nón đi ra rồi nói với Vũ Thiện. Vũ trông cô chủ nhé, tôi đi ra chợ một chút. Vũ Thiện chỉ dạ một tiếng vì từ lâu đến giờ việc trông non cô chủ là việc của Vũ. Mợ hài mang tiếng là mẹ mà có ngó nhòm gì đến con đâu. Nói xong mợ bước một mạch ra ngoài, ngoắc thằng xe mợ cố tình nói to cho mọi người nghe thấy xe mày chở mợ lên huyện mợ tìm mua cái này chút thằng xe hồi nào đến giờ biết tính mợ quá rồi nó nghĩ bụng mợ thì có làm được gì ngoài cái việc đi mua sắm và tiêu tiền cho sướng tay chứ chỉ khổ cái thân cu ly khổ sai của tôi thôi nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó vẫn khom người tươi cười mời mợ lên xe nếu không tươi tỉnh mợ mà tức lên lại chửi cho cùng đường. Nếu vui vẻ thì mợ sẽ bố thí trong vài xu lẻ, còn không thì mốc mõm. Nhắc thấy bóng thẳng xe chở mợ hai ngoài cổng, thì từ đằng xa một gã đàn ông cũng co giò chạy thật nhanh về phía trước. Đến đầu chợ, mợ hai bảo thẳng xe. Mày kéo xe về trước đi, lát nữa mợ bắt xe về sau. Nói rồi mợ rào bước thật nhanh vào chợ, thằng xe cũng quay người kéo cái xe lôi trở về đả mắt một hồi không thấy ai theo dõi mợ hai mới cẩn thận đi vào một cái nhà trọ gần đó sau khi đã kín đáo kéo sụp cái nón xuống che lấy khuôn mặt dạo gần đây vì sợ lộ nên mợ đã hẹn thằng đó ở chỗ này chứ không dám gặp trong làng nữa mợ vừa vào đến nơi thì thằng kia cũng đi vào có lẽ chủ cái nhà trọ này cũng đã quen mặt hai người nên không dò hỏi gì cả Nhìn thấy mợ hai, thằng kia nhăn nhở nhai cái hàm răng vàng ố ra nói. Chào mợ hai, mợ đúng hẹn quá nhỉ. Thế nào mợ sắp được trở thành bà cả, quyển sinh quyển sát nắm trong tay rồi, định quên thằng này hay sao? Mày, mày vừa phải thôi nghe xỉu. Tao đã nói lần trước, đó cũng là lần cuối cùng tao đưa tiền cho mày. Vậy mà mày vẫn còn nã tiền tao, mà đúng là chán sống rồi nhỉ. Lần này thì đừng hòng mà lấy được tiền của mợ nhé, thằng chết bằm mợ đừng có dọa tôi, mợ có dọa thì kiếm thằng có tóc mà dọa, chứ một thằng chọc đầu như tôi thì mợ dọa cũng bằng thừa. Nói đoạn nó đưa bàn tay cứng như thép nguội, bóp chặt lấy cằm mợ, nghiến răng nói: thế nào, giờ mợ có chịu đưa tiền không? Nếu mợ không đưa, tôi sẽ gào ầm lên cho mọi người ở chợ biết việc làm bẩn thỉu của mợ, để xem lúc đó tôi chết hay mợ chết nhé. Mợ hai tiếng người, mợ đưa lên gỡ tay thằng xỉu ra rồi buông người xuống cái giường cạnh đó mợ biết loại bần cùng này có đôi co cũng chẳng được gì nhây vào cái loại này khác nào nhây phải cứt thôi thì đành thí cho nó vậy mày đúng là loại cô đấm ăn xôi tao nhắc lại đây là lần chót không có lần sau nữa đâu mày liệu đường mà cút chỉ cần nhìn thấy mày lỡ sớ ngoài cổng một lần nữa thôi thì đừng trách tao ác nói xong mợ ném ngay mớ giấy bạc vào người nó rồi ngúng nguẩy bỏ đi Thằng Sửu nhìn theo tức nghẹn cổ Cũng vì mợ ta mà nó mới thành ra một kẻ cù bất củ bơ thế này Từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà tránh tổng Thì nó xin làm thuê ở đâu cũng chẳng ai thèm nhận Là một thằng sức dài vai rộng mà không nuôi nổi bản thân Thì đúng là nhục thật Quan tránh đã chặn hết mọi ngả đường của nó rồi Đã vậy nó cứ nã mợ hai ra mà đòi Nếu mợ không đáp ứng tiền bạc cho nó thì nó sẽ tung hề tất cả Đời còn cái cấp khô gì đâu mà sợ Bị ép đến đường cùng Thì nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với mợ Chứ ngắn đếch gì ai Nó chợt nghĩ đến mợ cả Vì nó mà bị mang tiếng chửa hoang Nó thể chưa động được vào mợ tí nào Không phải nói quá chứ mà Người mợ đẹp thật Cứ như chim xa cá lặn ấy Nó cũng thầm rủa cái đứa chết tử chết tiệt nào Dám bắt con của mợ Lại còn vứt xuống sông Để cho mợ sở điên sở dại như thế Sao già nó vẫn còn hơn chán Nó chưa phạm tội đến mức ấy Thôi thì Vậy là nó lại tặc lưỡi Coi như mợ cả không may Trở lại thực tại Nhìn bóng mợ hai đi khuất Thằng Sửu lại đăm chiêu nghĩ ngợi Nó chợt à lên một tiếng Đúng rồi nhất định mợ ta Phải có gì khuất tất Thì mới bị cậu cả bơ đi như vậy chứ Chả gì cũng đã có con với nhau Đường đường mợ ta Cũng được cưới hỏi đàng hoàng mặt mũi cũng đẹp đẽ như ai mà lại phải chịu sự gải lạnh của chồng thì kể cũng lạ đến nó nhìn mà còn phải nước nước mọt ừng ực vì thèm nữa là lẽ nào cậu cả lại làm ngơ đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình chẳng ai chê gái đẹp cả vậy thì chỉ có một giả thiết là mợ ta đã lừa cậu cả và ép cậu vào tình thế đã rồi nên mới bắt buộc phải cưới chắc chắn là như thế bởi mợ này là con gái độc nhất của ngài quan phủ nổi tiếng trốn kinh kỳ cơ mà đâu phải hạng quê cạch tầm thường người như mợ hải yến lấy đâu trả được một công tử hà thành ngon nghè tội gì phải làm vợ lẽ cậu cả xuân dù cậu có đẹp thật nhưng vẫn mang tiếng là dân nhà quê chân đất mắt toét nghĩ vậy nó liền nhếch môi cười nhẹ một nét tinh quái được lóe lên trong ánh mắt của thằng sửu nó lẩm bẩm điều gì đó trong mồm rồi bước một mạch ra khỏi gian phòng trọ. Kể từ hôm gửi vợ sang nhà đẻ thì cậu cả Xuân yên tâm hẳn đi, không phải nơm nớp, lúc nào cũng lo có người hại mở. Hôm nay, sau một tháng xuống Hà Nội, cậu mới được về nhà, đi một chặng đường xa, lại toàn gặp ổ trâu ổ voi nên người cứ đau ê ẩm. Cậu định bụng về nghỉ một lúc rồi sẽ sang thăm vợ, Bà tránh thấy con trai về thì đon đả cười nói. Mợ hai cũng vui ra mặt. Mợ vui vì từ nay không còn ngứa mắt khi phải nhìn thấy con điên kia chảnh ảnh trước mắt nữa. Mợ cũng thoải mái mà thổ lộ tình cảm với cậu. Không lo phải chia năm xẻ bảy cho kẻ khác. Nghĩ vậy mợ hai liền tươi cười đón lấy cái túi trên tay cậu rồi giả là, Cậu về rồi ư, đi đường xa mệt lắm phải không? Vào đây em bắp lưng cho nào, Cậu cả giật lại cái túi rồi bắn ánh mắt không chút thiện cảm về phía mợ hai và đi một mạch về phòng. Mợ hai tức lắm nhưng lần này mợ quyết không thể để cho cậu vụt khỏi tay mình. vờ như không hề để ý đến thái độ của cậu, mợ tươi cười đi theo. Cậu cả vừa mở cửa đi vào thì mợ hai cũng nối gót theo sau. Vừa vào đến nơi, mợ đã nhanh tay kéo sập cửa lại rồi nắm tay cậu lôi đến giường là lời nói. Cậu ơi, Em nhớ cậu quá à? Giờ thì không có kẻ nào phá vĩnh chúng ta được nữa. Nằm xuống đây với em đi cậu, ôm em một lúc đi, rồi em sẽ tầm quất cho cậu ngủ. Mau lên nào. Cút mau, ai cho mợ vào đây hả? Mợ có biết đây là giường của ai không? Là của mợ cả đó. Mợ không được phép nằm lên chiếc giường này. Mau về phòng của mợ đi. Cậu, cậu quá đáng vừa thôi chứ. Em thì hết lòng với cậu, có bao nhiêu tình cảm đều dành hết cho cậu còn cậu thì sao hả hết lần này đến lần khác hắt hủi em hai cậu bị con tiên kia nó bỏ bùa che mắt nên mù màu rồi tôi cấm mợ được xúc phạm đối mợ cả mợ không đủ tư cách để so sánh với mợ ấy đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh cút ra ngoài cho tôi nghỉ ra mau mợ hai ước đến nổ ruột nhìn lên chiếc giường mà mợ lại càng căm hận con đàn bà chết tiệt kia ngay cả khi nó bị điên loạn mà cậu vẫn yêu vẫn không thèm ngó nhòm đến mợ dù chỉ là một cái liếc mắt thì thử hỏi làm sao mợ không hận cơ chứ chỉ cầu mong cho đời này kiếp này nó sẽ không bao giờ tỉnh lại mợ đã không có hạnh phúc thì con điên kia cũng đừng mong có được tức tối vì bị cậu từ chối lại còn bị đuổi như đuổi tà mợ hai bực bội đi ra và đóng sầm cửa lại tức tối trở về phòng mình chợt nhìn thấy cậu tùng đang đứng án ngữ ngay cạnh nhà lớn ở mép hỏi đều. Chào chú Tùng, sao chú lại sang đây? Chẳng phải mợ cả đang bị điên hay sao mà chú còn tính sang dạy học cho người điên à? Anh em nhà chú thần kinh hết rồi ư? Cậu Tùng liền nói. Chị hai, không phải chị không được anh cả quan tâm nên mới đem lòng ghen ghét với chị cả sao? Chú, chú kiểu gì thế? Mà thôi, tôi không nói chuyện với chú nữa. Chú cũng tránh xa nó ra, không là lấy cái bệnh điên vào người lại khổ. Nói xong mặc kệ cậu Tùng đứng đó Mợ hai ngúng nguẩy đi về phòng Trong khi cậu cả mệt quá Mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay Chợt cậu cảm giác như có một vật gì nặng nặng đè lên người mình Đầu óc đau ê ẩm Cậu mới mở tròn mắt ra Trong ánh sáng mập mờ tranh tối tranh sáng Cậu không thể tin vào mắt mình Khi thấy trước mặt Là một người con gái đang ôm cứng lấy mình Tưởng là mợ hai làm liều Nhưng không, Rụi mắt một cái Cậu lấy tay đẩy mạnh người kia ra Chợt cậu á khẩu tức giận Khi thấy kẻ trước mặt không ai khác Chính là con Hường Con ở nhà cậu đây mà Nhưng tại sao nó lại dám mò vào đây Và làm việc này với cậu chứ Con Hường bị cậu đẩy ra Những tưởng sẽ sợ hãi mà buông tay Xong nó vẫn cứ ôm cứng lấy thân thể cậu Thế này là thế nào Loạn, loạn mất Tức mình cậu vả cho con Hường một cái thật đau Rồi tức giận quát con kia, ai cho mày vào đây hả? To gan, muốn chết phải không? Cút mau. Sao cậu lại tát em? Dạ, là cậu kéo em nằm xuống đây mà. Em đem nước vào cho cậu thì bị cậu kéo xuống. Cậu không nhớ gì hết sao? Em, em còn sợ không dám cựa luôn này cậu. Cái quái gì xảy ra thế này? Không lẽ cậu chưa già mà đã lú lẫn hết rồi ư? Hết bị mợ hai quấy rối, giờ lại đến lượt con hường, Thật là không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa Hất mạnh con Hường ra Cậu quát Nói láo Tao chưa say cũng không phải lú lẫn Mà không biết mình đang làm gì Từ bao giờ một con ở lại dám vào phòng riêng của chủ thế này Tao cấm Từ nay mày được bước chân vào đây nghe chưa Mợ cả đã không có nhà thì tuyệt đối chúng mày không được vào Đừng để tao thấy mày lần nữa Cút Con Hường cun cút đi ra ngoài Phải khó khăn lắm Nó mới lèn được vào phòng cậu Hy vọng với thân hình mơn mởn non tơ của mình Nó sẽ mê hoặc được cậu cả Ấy vậy mà nó đã lầm Cậu không những chẳng thèm để ý gì tới nó Mà còn phũ phàng tát cho nó một cái trái má Lại còn chửi nó một trận xa xả Và đuổi thẳng một mạch không thương tiếc mới điên Nó đã để ý từ lúc thấy cậu tống cổ mợ hai ra khỏi phòng Mới hí hửng nhăm nhe, tưởng bở Nghĩ rằng mình đã có cơ hội Nó nghĩ vì cậu không yêu mợ ấy nên mới xử sự như thế và đầu nó lại lóe lên một tia hy vọng. Cứ nghĩ mợ cả đã bị điên thì một cánh cửa sẽ mở ra cho mình. Cuối cùng tương lai đâu chưa thấy, chỉ thấy bị cậu tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, trả nó về đúng vị trí của mình. Thật là nhục không để đâu cho hết. Con Hường lủi thổi bước xuống bếp, đụng ngay mặt con Tho. Con này cũng luôn muốn tâm tiêu cậu cả nhưng chưa có cơ hội. Thấy con Hường vừa từ phòng cậu cả bước ra Thì đoán ngay ra ý định con này Mới mỉa mai Ôi tao có nhìn nhầm không Mày to gan thế hả Hường Dám vào tận phòng cậu chủ cơ đấy Thế có được cậu sở mông vuốt má cái nào chưa Mày cứ liệu hồn đấy Để mợ hai mà thấy thì mỡ xé sắc mày ra Chứ chẳng đùa đâu Sẵn cần tức con hưởng phang luôn Mày tưởng tao không biết cái bụng của mày hả Chuột chê mèo lắm lông Hai con này không biết sẽ đấu khẩu nhau đến lúc nào Cho đến khi bên tai chúng vang lên tiếng nói Hai đứa chúng mày hết việc rồi à Đứng đây để bày mưu mê hoặc cậu cả hở Chúng mày đừng có mơ mộng hão huyền Và làm chuyện dại dột nữa Mợ cả thần kinh không bình thường Chỉ là tạm thời thôi Rồi mợ ấy sẽ trở lại như cũ Đừng để tao mách sự việc này với cậu cả Thì chúng mày chết đòn Đi làm việc đi, chỉ giỏi lắm chuyện Là cậu Tùng Thì ra cậu vẫn chưa về lúc nói chuyện với mợ hai cậu tính ra về thì thoáng thấy bóng con hường lén la lén lút lẻn vào phòng cậu cả cậu định cứ để xem nó giở trò gì rồi sẽ cho nó một trận cho chừa cái tính tỏm tem muốn xoán ngôi đoạt vị và cậu kín đáo quan sát chẳng ngờ chỉ một lát sau đã thấy con này cắm đầu cắm cổ sụt xịt bước ra thì biết nó vừa bị cậu cả tế cho một trận đi theo con hường cậu lại vô tình nghe được cuộc chuyện trò của hai con này thì mới nẹt cho chúng vài câu. Tuy đây không phải nhà của cậu, nhưng cậu cả là anh họ nên cậu không thể làm ngơ. Trong lòng cậu vẫn luôn nể phục mợ cả và mong cho mợ ấy nhanh chóng khỏi bệnh. Tuy biết rằng điều ấy là mong manh. Lại nói về mợ hai, mợ là một người đàn bà đa tình, bị cậu cả thẳng thừng từ chối bao lần nhưng mợ cũng chẳng chịu ngồi yên mà nhịn thèm. Thay vì không được cậu ve vuốt chiều chuộng thì mợ sẽ đi tìm thằng khác nhìn mợ đang phơi phới xuân thì thế này cơ mà biết bao thằng đàn ông thấy mợ mà còn phải nuốt nước bọt ửng ực cậu đã không biết trân trọng thì mợ cóc cần sức chịu đựng của mợ cũng có giới hạn thôi chứ mà phải công nhận mợ quái thật đã qua mặt được cậu bao lần mà chẳng một ai hay biết thì đủ thấy trình độ của mợ cao thâm cỡ nào rồi nhưng các cụ thường bảo người làm thì trời nhìn cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và những việc làm khuất tất của mợ hai cuối cùng cũng bị lộ mà kẻ bóc mẽ bí mật này lại là một người mà có chết mợ cũng không bao giờ tưởng tượng ra số là vì vô công dỗi nghề nên thằng Sửu chẳng biết làm gì hàng ngày chỉ tha thần ngoài quán nước của bà muội uống răm ba chén lá vối và vài cái kẹo lạc rồi về bỗng hôm đó nó thấy từ xa một người đàn bà lạ đầu đội cái nón lá che gần hết khuôn mặt, lại mắt trước mắt sau như kẻ trộm, điệu bộ lấm la lấm lét như sợ ai bắt gặp, thì mới đem lòng sinh nghi. Nó nghĩ bụng, gớm chửa, cái chị chàng này rõ ràng không phải người ở đây, tại sao đường cái quan không đi, lại cứ lén la lén lút ở vệ đường như đi buôn bạc giả thế không biết, ta phải ra xe mới được. Nói là làm, nó nhanh chân tiến lại phía trước, chặn đầu chị này hỏi. Này chị kia, chị từ đâu đến vậy? Định tham thính cái gì ở làng này phải không? Nói mau, chị mà không khai Tôi sẽ bắt chị giải liên quan đấy Chị này sợ hãi định co giò bỏ chạy Thì thằng Sửu đã nhanh chân tóm lấy vạt áo chị ta lôi lại Người đàn bà trẻ hoảng quá co rúm hết cả người lại lắp bắp Không phải, tôi là người lương thiện Mong anh tha cho tôi Vậy chị đi đâu mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Đích Thị không phải là người tốt rồi Khôn hồn thì nói thật ra đi Chị từ đâu đến Đến đây làm gì Nếu không nói thật thì theo tôi lên đình gặp quan tránh tổng mau Nghe nói đến quan tránh tổng Là chị này đã muốn đái ra quần rồi Chị sợ hãi run hết cả lên Hai tay cứ vân vê tà áo Không biết phải ăn nói ra sao với người trước mặt Thằng sửu nghĩ thế nào Không dọa nữa mà kéo chị đến một góc khuất nói. Tôi thấy chị cũng là người tử tế, nên thương tình không báo quan nhưng chị phải nói cho tôi biết chị đến đây làm gì biết đâu tôi có thể giúp được gì cho chị người đàn bà rơm rớm nước mắt rồi bỗng òa lên khóc nói tôi khổ lắm tôi chỉ muốn đến thăm con thôi mà nghe chị này nói mấy câu khó hiểu vậy thì thằng xỉu khác nào như bị vướng vào mỡ bòng bong liền gặng hỏi thăm con vậy con chị ở đâu người đàn bà liền vừa khóc vừa nói Chẳng biết chị ta nói những gì mà càng nghe thằng Sửu càng ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng. Nhưng bên ngoài nó không hề tỏ thái độ gì khiến cho chị kia nghi ngờ. Nó còn làm ra vẻ thương cảm nói. Chị về đi, chuyện này không phải giỡn chơi đâu. Chị đến đó bây giờ khác nào tự cho chân vào cùm. Tôi cũng thương hoàn cảnh chị lắm nhưng đúng là khó quá. Kiểu này thì bố tôi cũng chẳng giúp được chị. Giờ nghe tôi về đi, sau này trời thương sẽ cho mẹ con chị gặp nhau. Tạm thời bỏ cái ý định thăm con đi. Anh có cách nào giúp tôi không? Tôi cắn sông cắn cỏ lại anh đấy. Khó khăn lắm tôi mới lên được đây. Ờ hay cái nhà chị này đã từng suýt bị bắt một lần rồi mà vẫn không sợ à? Tôi là tôi lo cho chị lạ nước lạ cái. Nếu chẳng may nhà kia bắt được thì họ lại đánh cho nhử xương. Còn bị giải lên quan nữa. Ấy. Vớ vẩn còn bị tống vào ngục như chơi. Không đùa được đâu. Nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy con một chút rồi về cũng được Tôi nhớ nó lắm anh ơi Thằng Sửu chợt quay sang hỏi người đàn bà một câu Chẳng ăn nhập gì với câu chuyện Thế đứa bé kia đâu rồi Nó là trai hay gái Dạ đứa bé đó tôi vẫn đang nuôi Nó là con trai anh ạ à. Cũng chỉ vì nó mà tôi bị cả làng phỉ nhổ Xít nữa thì bị đóng bẻ trôi sông May mà cha mẹ tôi thương con Nộp vạ cho làng và bao bọc Nên tôi mới sống được đến giờ chỉ vì nghèo quá mà tôi phải mất con Thằng Sử cười thầm trong bụng Không ngờ đang đi ăn mày Thì gặp xôi gấp Lần này thì bà chết với tôi rồi Mình đã tắm được con chuồn chuồn này Thì không thể để cho nó thoát được Mấy ngày sau Mợ hai lại sai thẳng xe Chở mình lên chợ huyện Lần này mợ đi ung dung lắm Bà nó chờ ở ngoài cổng Rồi mợ đi thẳng vào bên trong Định tiến đến gian hàng vải Thì có một giọng nói vang lên sau lưng Chào mợ hai, hôm nay mợ ở thảnh thơi thế. Tôi có chuyện này hay lắm, mợ có muốn nghe không? Giật mình đánh thót, mợ hai quay ngoắt lại. Đôi mắt mợ như muốn tóe lửa khi nhìn thấy kẻ kia. Sao lại là nó? Mợ giết qua kẽ răng nói. Sao lại là mày? Sao mày cứ ám tao mãi thế? Có muốn tao kêu lính đánh cho một trận không? Cút đi chỗ khác mau lên. Bữa mới sáng ra đã ám quẻ rồi, hãm thế không biết nhưng thằng kia cũng đâu phải là thằng đần nó chẳng hề e ngại gì liền ghé tay mợ hai nói nhỏ nó nói đến đâu mặt mợ lại tái dại đến đó nó không còn vẻ khinh khỉnh dọa người như hồi nãy mà thay vào đó là một thái độ mềm mỏng nhũn nhặn hơn hẳn mợ nói khẽ mày đến chỗ cũ đi lát tao đến nhanh lên đấy tôi không chờ được lâu đâu mợ hai bước vào ngôi nhà trọ thì thằng sửu đã ở đó rồi nhìn thấy vẻ mặt chơi cháo của nó mợ bực mình gắt sửu mày định bày trò gì nữa đây nói đi tao không có nhiều thời gian đâu bình tĩnh tôi không vội thì mợ vội cái gì chứ tôi có mang đến cho mợ một món quà đặc biệt đây mợ có muốn nghe không tao không phải là cái mỏ vàng cho mày đào đâu nhé nói mau mày muốn gì sửu đi đến đưa tay lên vuốt má mợ hai một cái rồi nói mợ hai vừa rồi tôi có xuống thăm người nhà Cô tình gặp được một thằng bé con lai pháp. Nó đã được gần 2 tuổi rồi, cùng tuổi với cô chủ nhỏ nhà ta nhỉ. Mới nghe đến đây, mợ hai đã giật mình đánh thót Thằng này nó nói vậy là có ý gì? Biểu cảm thay đổi trên nét mặt của mợ không qua được mắt thằng xỉu. Nó biết đối phương đã bắt đầu nhột, liền đánh phủ đầu luôn. Mợ có thấy quen quen không? Không những quen mà còn quá quen đấy chứ. Mợ nói đi, thằng bé đó là ai? là con của mợ với một thằng tây mũi lõ có đúng không mày mày nói gì tao không hiểu thằng bé nào tao không biết nó chẳng liên quan gì đến tao cả thằng sửu cười gằn nó đưa tay lên bóp cằm mợ hai rồi dí vào tường nói mợ có thể che mắt và lừa được gia đình quan tránh tổng chứ làm sao mà qua mặt được thằng sửu này hay ho quá nhỉ đường đường mợ hai nhà họ võ lại có con riêng ở bên ngoài không những vậy đứa trẻ đó lại là con lai Mở đã ngang nhiên lừa cậu Xuân Và cả nhà ông tránh tổng Một màn ngoạn mục đấy Thực chất đó chỉ là cái mậm gừng của mợ Với một thằng Tây Càn mà thôi Mợ nghĩ xem Nếu chuyện động trời này mà lộ ra ngoài thì sao hả Gia đình quan tránh tổng Mà biết được cái quá khứ lẫy lừng của mợ Kèm theo một thằng con hoang to đùng Thì mợ nghĩ xem Họ sẽ làm gì mợ Mợ hai run rẩy đứng không vững người mợ khuỵu xuống tường ngã đến nơi thì bàn tay rắn chắc của thằng sửu đã tóm lấy mợ và lôi đến chiếc giường bên cạnh cất giọng đều giả tiếp mợ không ngờ có một ngày chuyện này bị lộ ra đúng không may cho mợ là mới chỉ có một mình tôi biết chuyện vậy nên mợ tính sao thì tính mọi việc đều do mợ quyết định đấy mợ hay hoảng hốt bíu lấy người thằng sửu lắp bắp hỏi làm sao mày biết việc này ai đã nói với mày tôi đã nói rồi người thân của tôi ở ngay cạnh nhà người đàn bà đó cái người đã nuôi con thay mợ ấy nói chính xác ra là mợ đã đánh cháo hai đứa trẻ và cô chủ nhỏ hiện tại không phải là con mợ thằng tây lai kia mới là của mợ nhưng tiếc rằng đó chỉ là một đứa con hoang nó chẳng có tí máu mủ nào của cậu cả hết mợ đã lừa tất cả mọi người thảo nào cậu xuân chẳng hề yêu mợ cậu ấy chỉ yêu duy nhất mợ cả nhà thôi nghe đến đây thì bao nhiêu dũng khí trong người mợ hai tiêu tan hết người mợ rũ ra như một tàu lá chuối mợ biết nếu để chuyện này lộ ra thì mợ chỉ có nước chui đầu xuống đất vì bị cả nhà chồng phỉ nhổ bị phạt theo gia pháp của nhà họ võ là cái chắc không những thế ông tránh là người to nhất ở cái làng này chắc chắn mợ sẽ bị điệu gia đình để luận tội vì gái đã xuất giá thì phải theo chồng nếu bị phát hiện hủ hóa với người khác thì nỗi nhục này muôn đời không sửa được. Mợ không thể để như vậy. Còn tiếng tăm của cha mợ nữa chứ. Đã giấu được đến hôm nay, mọi thứ cũng gần nắm được trong lòng bàn tay rồi. Thì không lý gì mà mợ để nó vuột mất. Đành phải mua chuộc thằng này thôi. Nghĩ vậy, mợ liền làm ra vẻ yếu đuối nói. Sửu ơi, cậu làm ơn giữ bí mật chuyện này giúp tôi đi. Chẳng gì bấy lâu nay tôi cũng đã dành cho cậu rất nhiều ưu ái chỉ cần cậu im lặng không hé răng nửa lời Thì muốn gì tôi cũng cho Thằng xỉu thấy cá đã cắn câu Liền nhướng đôi mắt lá răm lên nói Mỡ nói rồi đấy nhé Tôi cũng muốn giúp mỡ Nên mới gặp mỡ ở đây Đủ biết tôi không có ý hại mỡ rồi Vậy tôi nói thẳng luôn này Để thận cho cả đôi đảng Thì hàng tháng mỡ phải chu cấp cho tôi một khoản tiền Đủ để nuôi sống gia đình tôi Cái này đối với mỡ chỉ là con tép phải không Hả Mợ có nghe nhầm không vậy? Thằng khốn nạn này nó có hoang đường quá không? Nó muốn mợ phải cho nó một khoản tiền đủ để nuôi cả nhà nó. Nó nghĩ mình là ai chứ? Mợ vừa tức vừa hận chỉ muốn lao vào đâm chết thằng đàn ông đều giả trước mặt. Nhưng một thân liệu yếu đảo tơ như mợ thì làm gì được đây? Thằng này thật biết cách làm tiền mợ. Nó biết nhà mợ giàu, biết kiểu gì mợ cũng phải đồng ý vì hiện tại mợ làm gì có đường lui. Sửu Cậu cứ nghĩ tôi nhiều tiền lắm ư Tiền tôi có phải là lá mít đâu Mà có thể cho cậu nhiều như thế Cậu có mổ bụng tôi ra Cũng không có chừng ấy Chứ đừng nói là hàng tháng phải nuôi cả nhà cậu Giờ tôi chỉ còn mỗi người không thôi Cậu muốn làm gì thì làm Người mợ cũng đẹp đẽ thơm tho lắm Tôi nhìn còn thích cơ mà Nhưng tiền vẫn quan trọng hơn Nếu mợ đồng ý yêu cầu tôi vừa đưa ra Thì điều kiện thứ hai chỉ là con mũi Tôi đáp ứng được hết Cái gì Cậu không đùa đấy chứ Một điều kiện cậu đưa ra tôi đã gánh không nổi rồi Lấy đâu ra cái thứ hai nữa Chẳng ngờ thằng Sửu đánh bài ngửa luôn Thằng này đấy có thời gian để buôn nước bọt với mợ đâu Mỏi hết cả mồm Mợ không đồng ý thì thôi Tôi đem tin này bán cho cậu cả Chắc cũng được ối tiền Thôi tôi đi nhé Nói xong nó xoay người bước đi Thì mợ hai đã túm lấy áo nó lôi lại nói Từ từ đã nào Sao chưa gì đã sồn sồn cả lên thế Tôi đồng ý được chưa Nhưng cậu phải thề độc là Nếu lộ tin này ra ngoài Thì cả nhà cậu sẽ chết không toàn thây mợ điên à Thề gì mà độc thế Chỉ mình tôi là đủ Lôi cả nhà tôi vào đây làm gì Nói rồi nó liền cợt nhà sáp lại gần mợ nói Cả tấm thân này Từ nay tôi sẽ giao hết cho mợ được chưa Mợ muốn sử dụng thế nào cũng được Tùy mợ quyết định Muốn chém muốn giết gì thì tùy mợ hai chợt nhìn thấy trong ánh mắt nó lóe lên ngọn lửa dục vọng đầy tả dâm theo quán tính mợ lùi lại một bước mợ sợ tuy là một người đàn bà mạnh mẽ chuyện gối chăn nhưng nhìn một màn này của thằng xỉu thì mợ nhất thời sợ hãi thằng xỉu không nói không rằng lột nhanh mớ quần áo đang mặc trên người vứt xuống đất rồi thèm khát nuốt nước bọt nhìn mợ mợ hai run rẩy nói sửu cậu định làm gì vậy đừng đừng mà tôi chuẩn bị làm cái việc của một thằng đàn ông đây. Chẳng phải mợ đang rất thèm khát sao? Bị cậu cả bỏ đói gần 2 năm trời mà mợ còn làm bộ. Từ giờ trở đi tôi sẽ thay cậu ấy làm chồng của mợ. Thôi ngoan ngoãn nằm xuống đi nào. Mợ hai chưa biết phản ứng thế nào. Đây chẳng phải là nhà trọ ư. Cánh cửa trước mặt cũng đã bị thằng Sửu chốt lại từ nãy rồi. Nó lại liếm mép nhìn mợ hai rốt ruột nói. Mợ còn giả ngây gì nữa Mợ biết thừa vào đây để làm gì mà Làm đếch gì có ai Một nam một nữ vào nơi này mà trong sạch Đằng nào cũng mất tiền Chi bằng cứ chiều nhau một tí rồi về Khéo sướng quá lại chẳng muốn về ấy chứ Nằm xuống đây với tôi Tôi sẽ đưa mợ lên tiên nào Nói xong thằng này mạnh bạo Cởi phứt cái quần xà lọn Thứ còn lại duy nhất trong người ra Giờ thì nó đã hoàn toàn trần như nhộng rồi Mợ hai bất giác nhìn xuống phần thân suối của nó nơi cái ngã ba sung sướng ấy một khẩu thần công đã bắt đầu dương nòng mợ cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái đánh ực công nhận khoai của nó to thế nhỉ gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn mợ nhắm mắt lại không nhìn nữa thằng xỉu biết ý lao đến bên mợ rồi đè nghiến mợ xuống giường cả thân hình to lớn của nó đổ ập vào người mợ nó tham lam hồn hít ngấu nghiến khắp khuôn mặt người đàn bà khát tình kia bàn tay sục sạo mọi hang cùng ngõ hẻm trên thân thể nuột nà ấy. Chợt bàn tay nó sờ phải một vết sẹo dài trên thắt lưng của mợ. Nó giật mình đánh thót một cái rồi khựng tay lại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó. Lẽ nào, nhưng lúc này sự thèm khát đàn bà khiến nó gạt vội cái suy nghĩ vừa xẹt qua. Giờ thì vứt mẹ nó cái sĩ diện kia đi. Bàn tay thẳng xỉu sờ đến đâu, mợ hai lại thấy dạo rực một cảm giác đê mê đến đấy. Mới đầu mợ còn làm ra vẻ chống đỡ yếu ớt, nhưng chỉ sau ít phút thì mợ cũng đáp trả mãnh liệt. Mợ chủ động hôn nó, nụ hôn của mợ sao mà điêu luyện ngọt ngào làm sao. Lần đầu tiên thằng Sửu biết thế nào là hôn, ở quê nó làm gì có thế này. Bao lần nó đi dình người ta ngủ cũng chỉ thấy họ ập vào nhau một lúc, rồi buông nhau ra thôi. Thằng chồng chỉ biết làm mỗi việc trào lên bụng vợ nhún nhún vài cái, còn con vợ thì nằm đuỗn ra thế thôi. Làm gì biết hôn hít như mợ Đúng là mợ đã từng ngủ với Tây Nên biết hết mọi thứ Nhưng mà công nhận mợ làm nó thích thật Thằng Sử dẫu có mạnh mẽ đến đâu Thì cũng thua mợ về khoản này Thế là gió đã đổi chiều Từ một thằng chủ động Nó bắt đầu bị mợ câu dẫn Hàng loạt âm thanh ám muội phát ra Chả mấy chốc mợ hai Đã bị bàn tay quỷ quái của thằng Sửu lột sạch Chẳng còn một thứ gì bám trên người Giờ đây trước mặt xỉu là một người đàn bà đang mơn mởn xuân thì Nó nhìn như dán mắt vào hai cái ản bụt của mợ Đôi tay nhanh như cắt, xòe ra nhào nặn Người mợ hai uốn éo như rắn lượn theo từng nhịp tay thẳng xỉu Miệng mợ rên ư ư lại còn rên nữa cơ đấy thằng xỉu cứ gọi là được mở mắt ngay từ lần đầu tiên Những tiếng rên của mợ càng làm cho xỉu thêm kích thích Nó làm nhảm mợ đẹp quá thế mà cậu cả lại bỏ không phí của rời. để sửu chiều mợ nhé yêu mợ quá đi mất thôi yêu mồm thì nói yêu người ta mà vụt người ta không thương tiếc như thế à ai bảo yêu không hết ấy chứ đã vụt cái nào đâu nói xong sửu lại vụt đầu vào ngực mợ mà mút mát hôn hít phải công nhận là mợ hay đẹp thật gái một con trông mọn con mắt là có thật thằng sửu lần đầu tiên được làm đàn ông nên vẫn còn bỡ ngỡ nhưng nó phải công nhận mợ ăn đứt đám gái quê cả trăm lần nằm trên người mợ mà nó lại tưởng tượng ra những lần phải chui vào bụi rậm xình trộm bọn con gái trong làng tắm tiên chúng nó cũng mơn mởn ra phần nào ra phần ấy nhưng bọn gái làng xỉu vì nghèo nên sống phải lăn lộn làm lụng thành ra bác chân đứa nào đứa ấy nần nẫn ra chứ không thon dài trắng đẹp như mợ mà đám con gái đó tuy ngực có đẹp có mẩy cơ mà làn da chúng nó cứ ngầm ngầm bánh mật chứ không trắng muốt nuột nà như mợ đây. Cũng đúng thôi, mấy cô gái quê quanh năm đầu tắt mặt tối để lo kiếm đủ cái ăn, đã là may mắn lắm rồi. Cả ngày đi làm thuê cho địa chủ để mong lèn chặt cái dạ dày, thì làm gì có thời gian và tiền bạc như mợ mà làm đẹp hay chăm chút đến bản thân. Mợ hai vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, từ bé đã được sống trong nhung lụa, chẳng phải đụng tay vào việc gì thì lại chả đẹp chả xinh. Thế mà những lần nhìn trộm ấy, thằng Sửu đã phải suýt xoa, thèm muốn được một lần ôm lấy một thân thể nở nang khỏe khoắn nào đó mà nhào nặn. Giờ nó mới thấy mình ngố, đẹp là phải như mợ hai này nè. Rồi đầu nó chợt nổ ầm lên một tiếng, nó nhớ ra có một người còn đẹp hơn mợ hai, vẻ đẹp mà nó mới nhìn một lần đã mê mẩn. Đúng rồi, Đích Thị là người đó, một người được sinh ra từ làng Vậy mà nét đẹp thì đâu có thua gái thành thị. Ấy chính là mợ cả. Phải, là mợ cả nhài. Người mà nó đã một lần được thực mục sở thị theo yêu cầu của mợ hai. Xong đợt ấy nó chỉ kịp lột sạch quần áo mợ ra và chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện. Nhưng mà mợ cả vẫn bị mang tiếng vì nó mà mợ bị vấy bẩn thanh danh và cũng vì chuyện ấy mà nó bị đánh tơi tả bằng mấy chục roi gân bò chín già nát thịt vì mợ mà nó bị tống ra khỏi nhà quan tránh tổng và cũng vì mợ mà nó thành ra một thằng bị cả làng cả tổng xa lánh mặc dù họ chẳng hiểu vì sao lệnh ông tránh tổng ban ra rằng nó là một thằng trộm đạo phản phúc là một thằng vô ơn lừa trên dối dưới nên mới bị ông tống cổ và với sức ép của ông thì chẳng có một nhà phú hộ nào dám thuê mượn nó nữa cả nghĩ đến đây nó uất ức dồn hết cả sức lực vào đôi bàn tay mình ghi siết thật chặt lấy mợ. Tuy thằng này không rảnh rẽ về khoản ái ân, nhưng nó lại được mợ hai hướng dẫn nhiệt tình, nên chẳng mấy mà con ong đã tỏ đường đi lối về ngay. Sức thằng Sửu là sức chai tráng nên nó vần vò mợ hai cả tiếng đồng hồ vẫn không biết mệt. Người đàn bà khát tình như nắng hạn gặp mưa rào, lâu lâu mới được một chầu phê pha, thì sau hồi ngại ngùng, bắt đầu cứ ôm cứng lấy hắn, mà phải công nhận mợ cũng lắm chiêu trò, Thằng Sửu thì lần đầu được ăn trái cấm miễn phí, lại gặp đúng người đàn bà chuyên nghiệp và nắm trong tay đầy kỹ nghệ dưỡng chiếu, bảo nó không chết mới là lạ. Sau màn mây mưa đầu tiên, thằng Sửu đã có vẻ bắt nhịp với mợ hai. Nó không còn hùng hục như lúc đầu nữa, mà quay ra mơn trớn vứt ve mợ. Mợ hai lộ nguyên hình là ả à đàn bà dâm đãng có thừa. Mỗi lần tay thằng Sửu chạm đến những vùng nhạy cảm là mợ lại cong người lên uốn éo miệng rên rỉ không ngừng khiến sửu ta lại hừng hực hợp lên như con trâu cả. nó biết cậu cả chẳng bao giờ động chạm đến mợ nên bắt đầu màn bạo dâm khắp người mợ hai chỉ một lúc đã đầy rẫy những dấu răng của sửu đau đấy nhưng mà sướng nên mợ mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm tuy đã từng ngủ với vài thằng đàn ông cả tây lẫn ta nhưng mợ phải công nhận cái thằng cổ cày vai bừa này thế mà khỏe đã vậy khẩu pháo của nó lại to Mỗi lần lâm trận là hùng dũng lao lên chiến đấu Thật là đáng đồng tiền bát gạo Mợ hai vừa rên rỉ vừa vân vê tròm lông ngực của Sửu mà ước ao Giá mà đêm nào cũng được như này nhỉ Đỡ phải mất công lên tận đây Còn tốn biết bao nhiêu tiền thuê phòng trọ Lại cứ phải lén lén lún lút Chán chết đi được Thằng Sửu cợt nhà nói Thế thì đằng ấy cứ cho cả nhà nó một liều thuốc chuột đi. Lúc đó toàn bộ giang sơn ấy sẽ là của mợ. Sợ gì không có người gãi lưng, chỉ sợ khi đó lại bơ tuốt tớ đi ấy chứ. Mợ hai vụt đầu lên bộ ngực vạm vỡ của Sửu mà tiếc rẻ. Mợ nghĩ giá mà nó không bị đuổi đi, thì có phải mình muốn lúc nào là được lúc ấy không? Giờ thì toàn phải dở bài cọc đi tìm châu ra, thế có tức không chứ lị? Vậy là chỉ có mấy tiếng đồng hồ dính nhau dư sam thì cái danh xưng mợ tôi câu nể ấy cũng bị anh ả à vứt đi rồi thằng sửu biết được thế mạnh của mình liền nửa nạc nửa mỡ nói với mợ thế nào giờ còn chơi thằng này nữa không sửu này không ra tay thì thôi đã cày là ruộng phải ngấu cấm cho thằng nào đụng vào chỗ này đấy nhá. mợ nũng điệu hỏi chỗ này là chỗ nào thế nếu tự dưng người ta lên cơn thèm thì tìm mình ở đâu thằng sửu nhích mép cười đều giả nói Cần gì phải tìm Cứ khi nào sướng thì đến chỗ này Tớ chiều tắt Nhưng mà tớ nói trước nhé Đằng ấy muốn cho tớ khỏe Thì phải bồi dưỡng cho tớ nhiều vào Mợ hai biết thằng này lại bắt đầu đào khéo mình Nhưng đang lúc trên mây trên gió thế này Thì cũng gật đầu tuốt Đôi anh ả à, mèo chuột chán chê Một lúc lâu sau mới buông nhau ra Và mỗi người đi một hướng Hôm đó báo hại cho anh phu xe Phải chờ mợ mỏi cả cổ Ê cả mông hết nhỏm lên nhỏm xuống vẫn chẳng thấy tâm hơi mợ hai đâu. Nhưng chuyện không chỉ có vậy, khi mợ hai đi ngang qua hàng thuốc bắc thì từ bên trong con tị cùng với mợ cả thò mặt ra. Chả là hôm nay nó đưa chị lên đây nhờ ông thầy bắt mạch và cắt thuốc an thai. Vừa nhắc thấy bóng mợ hai và một người đàn ông đi ra từ căn nhà trọ gần đấy. Mợ cả bỗng run hết cả người. Đôi mắt mợ giật giật liên hồi rồi lùi lại mợ đã kịp nhận ra người đàn ông đó là ai. Tất cả những biểu hiện này con tị không hề biết. Chỉ đến khi mợ hai leo lên chiếc xe lôi và bóng thằng kia cũng khuất dạng thì mợ cả mới biếu lấy tay em gái đòi về. Không ai biết trong đầu mợ cả lúc này toàn bộ hình ảnh về những ngày qua đã hiện rõ một một. Mợ sao thế này? Tên kia rõ ràng là kẻ đã hãm hại mợ đã khiến mợ thành ra như ngày hôm nay Bất giác mợ nhìn xuống bụng mình Nơi ấy đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành Và vùng bụng cũng bắt đầu nhô lên tròn chỉnh Mợ đã nhớ lại tất cả Mợ không còn điên nữa Và đúng cái lúc mợ nhìn thấy thằng đàn ông ấy và mợ hai Đi từ trong nhà trọ ra Thì mợ đã thức tỉnh Mọi giác quan đã thực sự trở về Mợ đau đớn khi nhận ra sự thật Nó chính là thằng Sửu Thằng hầu của nhà mợ Nhưng sao nó lại ở đây nó và mợ hai có mối quan hệ mờ ám gì mà phải đưa nhau vào chỗ này dứt khoát mợ phải tìm ra nguyên nhân mới được mợ phải làm gì bây giờ nhất định không thể để cho chúng nó thoát những kẻ đã làm hại mợ và sự thông minh đã trở về đúng lúc mợ đoán giữa mợ hai và thằng sửu chắc chắn không hề chỉ là mối quan hệ đơn thuần muốn như vậy mợ phải tiếp tục giả điên mợ phải điên thì mới qua mắt được chúng muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp và muốn vào được hang cọp không phải điều dễ dàng nó đòi hỏi bản lĩnh của một người thợ săn lão luyện cần thiết còn phải ngụy trang khéo léo nữa thấy chị gái cứ im lặng không nói gì con tị giật giật tay mợ hỏi chị ơi thôi mình về đi gần trưa rồi nhanh lên kẻo không có xe lại phải đi bộ về đấy em thì không sao nhưng chị đang có chửa đi xa không được đâu mở cả bấu chặt lấy tay em gái muốn bật máu. Còn tị sợ quá tưởng chị lên cơn điên bất thình lình, thì tái mặt quay sang nhìn chị. Nó chưa hề biết mợ đã hoàn toàn bình phục, mà mợ cũng không muốn để lộ cho ai biết việc mình đã trở lại bình thường. Liền buông tay em ra, nhẹn miệng cười nói. Đi bắt chuồn chuồn thôi, có hai con chuồn chuồn vừa ra khỏi tổ kìa. Con tị ngây thơ đưa mắt nhìn xung quanh, bụng thầm nghĩ. Lạ nhỉ, đang ở chợ nắng trang trang thế này làm gì có chuồn chuồn mà chị đòi bắt chứ lại còn bảo có hai con chuồn chuồn chợt nhớ ra chị mình thần kinh không bình thường nên con tị kéo tay chị đi đến chỗ người phu xe nói về nhà đi chị hai con chuồn chuồn ấy nó bay về trước rồi về rồi em ra vườn bắt chuồn chuồn cho chị nhé mợ cả lại tét miệng ra cười rồi ngoan ngoãn theo em gái đi về tuần đó cậu cả sang thăm mợ thấy bụng vợ đã ngày một to hơn Cậu vui mừng cúi xuống hô lên đó rồi nói Mợ thích ở đây hơn bên nhà mình đúng không? Hay tôi gửi mợ ở nhà cha mẹ đẻ Đến lúc đẻ nhé Không ngờ mợ cả cầm lấy tay cậu lắc lắc nói Về nhà bắt chuồn chuồn Có một con chuồn chuồn cái đang ở nhà Cậu bắt nó đi Nghĩ vợ vẫn như mọi lần Nên cậu cả chỉ cười mà không nói gì Chợt mợ lại nói tiếp Cho em về nhà Em sẽ chỉ cậu chỗ bắt chuồn chuồn Thế rồi mợ cứ nặng nặc đòi về khiến cậu lo lắng băn khoăn. Để mợ về bên nhà thì cậu không yên tâm mà để đây đến khi mợ đẻ thì lâu quá. Và ngay lúc này một quyết định nhanh như điện xẹt được lóe lên trong đầu cậu. Quay sang năn nỉ mợ cậu nói Mợ chờ tôi nhé. Một tuần nữa tôi sẽ đưa mợ về bên nhà. Lần này là về hẳn luôn. Giữ đúng lời hứa một tuần sau cậu cả mang theo bao nhiêu là đồ đạc về nhà Bà tránh thấy thằng hám cùng con trai tay sách thùng đồ kèm theo đủ thứ lỉnh kỉnh mang về thì ngạc nhiên lắm bà hỏi Này cậu cả sao con mang nhiều thứ về thế đợt này được quan tây cho nghỉ lâu à Dạ không mẹ lần này con xin nghỉ luôn không làm thông ngôn nữa con sẽ về quản lý xưởng dệt và kho gạo cho cha vợ con đang có chữa lại bệnh tật như thế cũng cần người chăm sóc gần gũi cậu cả nói câu đầu tiên thì bà không nghĩ gì Tự nhiên câu thứ hai lại bảo về là để chăm sóc cho vợ Thì bà nổi trận lôi đỉnh Tức giật quát Con ơi là con Có ai ngu như con không Bao người mong được theo hầu quan tây mà không được Cái chức thông ngôn ấy vừa oai phong Lương lại nuôi được cả nhà Mẹ chẳng hiểu con nghĩ gì mà lại xin nghỉ Giời ơi là giời Bao giờ con mới tỉnh ra được đây Cứ rúc đầu vào cái con điên ấy Thì chẳng mở mày mở mặt lên được đâu con ơi Con đã quyết rồi mẹ ạ Mẹ đừng nói thêm gì nữa con nghỉ một lát rồi đi đón mợ cả về luôn đây. Không được, mẹ không đồng ý. Con mù hay sao mà không biết nó đang dở điên dở dại. Trong bụng lại mang cái thứ nghiệt chủng của thằng khác. Nhà này nhất định không chấp nhận nó là mợ cả nữa. Mẹ sẽ đưa Hải Yến lên làm mợ cả thay con nhài. Con không đồng ý cũng không được. Con nhà xanh gia xa vọng tộc không muốn lại rút đầu vào lấy con ở để bây giờ nó đâm cho một nhát đau chưa. Ở một góc nọ, Mợ hai nghe không sót một câu nào màn đối đáp của bà Tránh và cậu cả. Mợ ta hiểu, một khi cậu đã quyết thì cấm có ai gàn được. Lại nghĩ con điên kia mở về thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mợ. Và một ý nghĩ tinh quái lướt nhanh trong đầu, mợ lẩm bẩm Là mày tự dấn thân vào chỗ chết đấy nhé. Đã vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Mợ cả trở về khiến đám hầu gái trong nhà vui lắm. Chúng xeo họ ầm lên khi thấy mợ xuất hiện ở cổng con mài và con mão chạy ào ra đứa nắm tay nọ đứa lôi tay kia ríu rít nói mợ mợ về thật rồi em vui quá mợ đừng đi nữa nha mợ mợ đi bọn em buồn lắm về về nhà để bắt chuồn chuồn này nhà này có con chuồn chuồn to lắm đi bắt thôi mợ hai đứng cạnh đó nghe mợ cả nói vậy thì cười nhạt nói con điên như mày chỉ chơi với chuồn chuồn thôi mày sẽ phải sống suốt đời với sự điên loạn của mình còn chúng mày nữa cứ sáp vào nó đi rồi có ngày nó cắn cho miếng lại điên hết cả lũ hai đứa này biết tính mợ hai rồi nên chúng mặc kệ chẳng thèm đáp lời mợ hai lại nhìn xoáy vào bụng mợ cả nói to phết rồi đấy nhỉ để xem tới đây mày sẽ đẻ ra cái giống gì loại trốn chúa lộn chồng lăng loàn như mày thì chỉ sinh ra chuột với chim thôi đã không biết ngượng còn dẫn xác về đây làm gì hở chẳng ngờ mợ vừa thốt ra câu đó thì bỗng ngắn tũn mặt khi một giọng nói vang lên sau lưng. Mợ nói ai là trốn chúa lộn chồng vậy? Rồi ai sẽ đẻ ra chuột ra chim? Xem ra lâu nay tôi chưa giáo huấn nên mợ bắt đầu mọc đuôi tôm rồi phải không? Thật biết đường ăn nói quá. Tôi nói trước, mợ về đây sau là mợ hai thì phải biết tôn trọng mợ cả. Nhà này là gia đình gia giáo, có khuôn phép lễ nghi đàng hoàng. Không phải họ nhà tôm cứt lộn lên đầu đâu, mà mợ muốn nói gì thì nói nhé. Cậu Cậu thấy em nói không đúng sao Một con điên khùng làm sao so được với em chứ Cũng chính mắt cậu trông thấy nó trai trên gái dưới Thì chả là cái loại trốn chúa lộn chồng thì là gì Cậu có đánh chết em Cũng không bao giờ gọi nó là chị đâu Giỏi cho cái miệng có sừng có mỏ của mợ Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho mợ biết thế nào Là khuôn phép của nhà tránh tổng này Đoạn cậu quát thằng dần Dần đâu Mày lên phòng bà tránh mượn cho cậu cái roi mây ra đây Dạ cậu nói xong thằng này đi một mạch lên phòng bà tránh lúc nó chạy ra thì bà tránh cũng đã lăm lăm cái roi mây trong tay môi bà mắm lại như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó nhìn thấy mợ cả đang đứng co rúm sau lưng chồng nhìn bà với ánh mắt sợ hãi thì bà đắc chí lắm một con điên mà lại dám mượn oai chồng định dằn mặt con dâu quý của bà ư để xem cái roi này sẽ rơi xuống người ai còn thằng con bà nữa lần này bà sẽ mở mắt cho nó thấy Dám đội cái con thần kinh chập mạch ấy lên đầu thì coi chừng bà nha cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ trong đường con hư các cụ đã nói rồi giờ bà chỉ thực hiện thôi bà tránh bưởi giơ cái roi thần thánh lên quắc mắt nói có bà ở đây rồi xem đứa nào dám tóc oai tóc quái nào con kia ai cho mày về đây hả chỉ thẳng ngọn roi vào mặt mợ cả bà quát thị uy cậu cả thấy vậy thì đứng chắn trước mặt vợ nói Mẹ định làm gì mợ ấy Con chỉ sai thằng dần và mượn mẹ cái do thôi mà Việc này không cần mẹ phải ra tay Kẻ có tội át con sẽ chỉ Còn nếu mẹ muốn thay con xử việc này Thì người đáng bị đánh đòn Chính là mợ hai chứ không phải mợ cả Con... con nói gì? Con xin lỗi mẹ cho phép con được nói hết Mẹ bước chân vào làm dâu nhà họ võ Hẳn mẹ cũng được học thuộc lòng gia quy đúng không ạ? Vậy con hỏi mẹ Vợ hai có quyền mạt sát vợ cả không? Nếu cha con cưới thêm vợ bé Mà cô vợ này lớn quyền không coi ai ra gì Lại còn không tiếc lời mắng nhiếc mẹ Vứt bỏ mọi gia quy Gọi mẹ là con này con kia Thì mẹ có chịu được không Bà tránh cứng họng vì thấy cậu cả Nói đúng quá Nó lại còn dám đưa bà ra Để làm ví dụ nữa chứ Mới đây bà còn hùng hùng hổ hổ Muốn trừng phạt mợ cả Thì giờ lại xẹp lép như một quả bóng bị xỉ hơi Bà không dám nhìn mợ hai vì sợ phải thấy đôi mắt cầu cứu của mợ. Tức mình bà vứt ngay cây roi xuống đất rồi ngúng người đi vào nhà. Mặc kệ chúng mày dạy nhau, bà không thèm can dự vào nữa, mệt hết cả người. Mợ hai thấy vị cứu tinh của mình bỏ đi thì sợ hãi chạy đến kéo tay bà tránh lại nói. Mẹ, rõ ràng là mẹ cũng biết con điên kia nó mang thai kẻ lạc loài không phải của cậu cả mà vẫn dung túng cho nó ư. Sao mẹ không đuổi thẳng cổ nó đi Mẹ, mẹ nghe con nói đã, cậu cả, cậu cả còn định phạt con này mẹ. Bà tránh khó xử vì mắc vào thế tiến thoái lưỡng nan, thì ngay lập tức tiếng nói của cậu cả vang lên như chuông đồng. Mợ hai, đứng lại đó cho tôi. Mợ quả là to gan, đến giờ vẫn chưa sợ, mà còn mồm loa mép dài à? Đến đây, đến đây nào. Cậu, cậu định làm gì em? Mợ chưa thấy cái roi mây này à? Nó sẽ thay tôi nói chuyện với mợ. Mau lên, lại đây mợ hai lúc này mặt đã bắt đầu tái xanh tái tử bà tránh bưởi nhân lúc cậu cả đang giáo huấn vợ thì xảo bước thật nhanh về phòng mấy con hầu được dịp đứng súng lại một chỗ hóng chuyện tuy không nói ra nhưng vẻ mặt đứa nào cũng hí ha hí hửng ra chiều khoái trí lắm gì chứ con mài và con mão thì mừng ra mặt ai bảo dám đắc tội với mợ nó chứ để xem cậu cả xử mợ ta ra sao nào Đúng là từ bé đến giờ chúng chỉ thấy thằng hầu con ở bị đánh Chứ mấy khi thấy chủ bị đánh bao giờ Con Mão và con Mài đi gần đến chỗ mợ cả đứng rồi ôm lấy mợ Dường như chúng sợ mợ sẽ sợ hãi trước màn trừng phạt này Mà xảy ra chuyện ư Mợ cả nhìn thấy hai đứa đang biếu chặt lấy tay mình Thì cười to và chỉ vào người vợ hai nói Chuồn chuồn là con chuồn chuồn cái Là nó đi bắt chuồn chuồn đi Cậu cả bắt đầu vung roi lên Mặt cậu lạnh như tiền không một chút biểu cảm Một, hai, ba giây trôi qua Tức thì Vút, vút, vút Ôi trời đất ơi Xin cậu tha cho em, đau quá Em chết mất Mợ hai vừa khóc vừa bù lu bù loa kêu gào Hai tay xoa xoa cặp mông Mắt nhìn lên cậu cả van nài Nhưng cậu vẫn không nói gì Tay tiếp tục dơ lên Đến cái thứ 10 thì mợ hai gào to đến vỡ làng cứ như thể sắp chết đến nơi mợ chỉ muốn lao đến bóp chết cái con khốn nạn đang đứng ở kia chỉ vì nó mà cậu đã hành hạ mợ thế này lại còn dám đánh mợ trước mặt bao nhiêu con hầu thằng ở nữa chứ cây mông ngọc ngà đẹp đẽ nhường kia mà bị những lần roi quất ngang quất dọc thì còn gì là mông nữa cậu dám đánh em được rồi để tới đây xem cậu sẽ ăn nói thế nào với cha em là cậu không coi ai ra gì vút mặt cũng phải nảy mũi chứ em không bao giờ quên được ngày hôm nay cậu nhớ đấy cậu cả buông roi ngạo nghễ nói mợ dọa tôi đấy à đừng có đem cái danh cha mợ lên đây mà dọa tôi cha mợ là quan phủ thật đấy nhưng ở cái nhà này mợ là con dâu là người của nhà họ võ mợ làm sai mợ hỗn hào thì vẫn bị phạt như thường tôi nhắc lại lần cuối cấm tuyệt đối từ giờ trở đi nếu mợ còn dám khinh thường mạt sát mợ cả nữa thì hình phạt không chỉ nhẹ nhàng như thế này đâu. Đoạn cậu quay sang con lanh nói Còn mày nữa, nhìn chủ mà làm gương tao thấy mày cũng hỗn lắm rồi đấy nếu mày còn dám hỗn hào ngang ngược sợ hơi chủ thì cậu cho phép con mão và con mải cứ gặp nó chỗ nào, đánh nó chỗ ấy cho cậu. còn lanh mặt cắt không còn giọt máu nào dám ho he gì nó định ngồi xuống đỡ mợ nó dậy thì cậu lại nói một câu làm nó khựng ngay người lại may cho mợ là hôm nay tôi chỉ dùng roi mây thôi đấy nếu có lần sau thì tôi không khách khí nữa đâu lúc đó thì chắc chắn là cái roi gân bò nó sẽ thay tôi làm nhiệm vụ mà vừa giờ tôi cũng chỉ đánh bằng một phần ba sức lực thôi nếu tôi dùng toàn lực vào cái tay này thì e là mợ phải đi nhà thương rồi mợ hai vẫn tấm tức khóc mãi không thôi vừa khóc mợ vừa kể lể đủ trò cậu đã đánh em thế này thì đừng mong cha em nâng đỡ nhé ai dè cậu đáp luôn tôi cũng báo cho mợ biết luôn. Tôi cũng vứt bỏ cái chức thông ngôn rồi. Nên cha mợ con là quan phủ chứ là vua thì tôi cũng cấp cần. Tôi về nhà nuôi gà thả cá cũng còn hơn phải nhờ đến cái uy của cha mợ. Nhà tôi không thiếu gì việc. Việc gì tôi phải ôm chân cha mợ chứ. Rồi cậu quay sang thằng dần nói. Dần đâu? Lôi mợ hai nhốt vào nhà kho cho cậu. Phạt ba ngày ba đêm trong đó. Chỉ được ăn sắn chấm muối vừng thôi. Nếu mợ mà còn tư tưởng chống đối thì phạt thêm một tuần cậu mà thấy đứa nào tuồn đồ ăn vào cho mợ thì đứa đó chết đòn mợ hai sợ hãi nói cậu đánh em được rồi sao còn nhốt em vào nhà kho nữa em không vào đó đâu cậu không thương em thì cũng phải nghĩ đến con chứ cậu độc ác lắm em hận cậu nhưng ngay lập tức cậu cười nhạt đáp mợ có biết nuôi con bao giờ đâu mà xót từ khi đẻ cô chủ nhỏ đến giờ mợ có thèm ngó ngàng gì đến nó mợ tưởng tôi không biết à nếu không có Vũ Thiện Thì liệu cô Táo có được như ngày hôm nay Mợ im đi cho tôi nhờ Làm mẹ như mợ không biết xấu hổ Còn đem con ra làm lá chắn Thì cũng chỉ có mình mợ Tôi chỉ nói thế thôi Dần đâu Lôi mợ hai đi cho cậu Còn chúng mày giải tán Nói xong cậu quay sang Cầm lấy tay mợ cả dắt đi Con mày con mão giờ mới nhỏ to nói với nhau Tao sướng quá mày ơi Cậu phải xử như thế mới được Mợ hai tưởng được bà chống lưng nhưng ai rè bà lại bỏ đi một nước Còn Mão nói Ta bảo rồi Mợ tuy điên dại nhưng cậu vẫn yêu Mợ còn đang mang trong mình con của cậu nữa Nên cậu phải bảo vệ là đúng rồi Nãy nhìn cậu đánh mợ hai Mà tao hả lòng hả dạ quá Cái mông đó chắc đầy lươn đầy chạch rồi nhỉ Đáng đời Con mài chợt ưu tư nói Ước gì mợ ta bị nhốt luôn trong đó Suốt đời nhỉ Chỉ cần được thả ra là mợ ấy lại tắc oai tắc quái Gây chuyện ngay đấy Mày điên à? Chỉ cần ước mợ ta bị nhốt đến khi nào mợ cả sinh nở, mẹ tròn con vuông là được. Mà e là bọn mình chỉ mơ ước hão huyền thôi. Sao nãy cậu không vụt cho con lanh vài do nhỉ? Con đó cũng láo lắm mà. Bình thường nó toàn sỏ xiên mợ cả. Còn coi bọn mình không ra gì nữa ấy. Con Mão vỗ đánh tét vào mông con Mải nói. Ơ ờ, hay, thế hồi nãy mày không nghe cậu trao quyền cho bọn mình à? Giờ chỉ cần nó láo hỗn hay chọc ngoáy vài câu thôi thì ta với mày cứ việc táng cho nó phù mỏ Sợ gì Trong nhà kho mợ hai dên la thấu trời Đường đường là một tiểu thư Lá ngọc cảnh vàng như mợ Mà lại bị nhốt vào cái nơi hôi hám Bẩn thỉu này ư Ban ngày thì còn đỡ Chứ tối đến thì mợ biết ngủ làm sao Nhìn vào cái giường tre ọp ẹp Bên trên thì mạng nhện răng đầy Mà mợ cám cảnh Còn lành ở bên ngoài ló mặt vào khung cửa sổ Chìa ra cho mợ lọ dầu xoa bóp nói Mợ ơi, mợ xoa cái này vào cho tan máu bầm nhé. Tức mình mợ mắng cho nó một trận. Mẹ cha con kia, mày không thấy mợ đang đau sắp chết đó ư? Ừ. Sao không xoa bác cho mợ mà lại đứng dương mắt ra nhìn thế kia hử? Hay lâu rồi mày chưa bị ăn vả nên nhờn chó, chó liếm mặt. Ôi mợ ơi, mợ nói vậy thì oan cho em quá. Em mà vào được đó thì đã chẳng phải đưa dầu qua cửa sổ cho mợ. Thằng dần nó khóa cửa rồi mợ ơi chà bố nó, mày gọi nó đến đây cho mợ. Nó chỉ là phần thằng hầu mà dám ngang ngược vậy ư. Bảo nó đưa chìa khóa rồi vào bóp mông cho tao mau lên. Mợ hai đúng là ảo tưởng sức mạnh quá đỗi. Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ. Đố mười con lanh cũng trả bảo thằng dân mở cửa nhà kho cho mợ được. Và cho nó ăn gan hùm cũng không dám. Biết là cứ đứng lỡ sớ ở đây cũng chẳng được gì. Lại còn bị ăn chửi thay cơm nên con lanh giả bộ gật đầu rồi kiếm cớ chuyển thẳng mợ hai chờ mãi không thấy con lanh quay lại gào khản cả cổ cũng chẳng thấy nó đâu thì tức mình vén váy lên tự xoa bóp ôi cha là mẹ ơi cái mông của mợ bình thường đã mẩy nay lại được thêm hàng chục cái roi mây chăm sóc thì xem chừng nó sưng lên như nặng thêm cả cân thịt chứ chả ít mà cái giống roi mây này đánh vào đến đâu thì quắn đít đến đấy đã vậy nó còn lằn hết cả lươn chạch lên nom đến là hãi phải khó khăn lắm mợ hai mới bôi xong chỗ dầu lên mông giờ mới cảm nhận được nỗi đau thể xác thật thống khổ vô cùng chỗ mông bị đánh của mợ bắt đầu nóng dần lên rồi coi chừng nó phát sốt thì khổ đúng là thân làm tội đời trung quy chỉ chết vì cái mồm tôi đó cả gia trang lại được phen náo loạn vì tiếng hét của mợ hai thì ra mợ ta sợ chuột ban ngày thì không sao nhưng tối đến chúng mới bò ra kiếm ăn chúng còn bò cả lên giường gặm chân mợ khiến mợ được fan hú hồn. Lại đến ông bà ông vải. Ông tránh bực bội vì đang ngủ ngon lại bị đánh thức, liền quát bọn gia nhân. Chúng mày xuống bảo mợ hai muốn sống thì ngậm cái miệng lại đi. Còn gào lên như thế, ông mà phải xuống là kiểu gì cũng bị tống vào ngủ với lợn đấy. Mấy thằng hầu y lời chỉ một lát sau, đã không còn thấy tiếng mợ hai la hét nữa. Bà tránh nói với ông. Thằng cả cũng nặng tay quá, ai đời con bé chỉ nói có mấy câu thì cứ mặc kệ nó đi chuyện đàn bà sen và làm gì để cho bọn gia nô nó cười cho rồi đến tai quan phủ hà thì biết ăn nói làm sao chẳng ngờ ông tránh sẵn giọng bà mở mồm ra mà không thấy thối à tôi không biết mợ hai là con cái nhà ai nhưng đã về làm dâu nhà này thì phải tuân theo gia pháp ở đây không chịu được thì xéo còn bà nữa đấy bà chỉ giỏi nối giáo cho giặc đừng tưởng tôi không biết bà chèn ép mợ cả thế nào Bà cứ liệu thần hồn kẻo có ngày tôi cho bà xuống nhà kho cùng với nó đó. Ông, ông dám ăn nói với tôi thế hả? Thật là tức chết đi được mà. Sao cả hai cha con ông đều bị cái con thần kinh kia bỏ bùa thế? Bà có im đi cho tôi ngủ không? Lại nhảy, lại nhảy, điếc cả tai. Tôi lại cho cái ba to vào người bây giờ. Người roi voi búa, không lời thôi gì sất. Bà cứ liệu thần hồn. Bà tránh tức lắm nhưng không dám to mồm nữa. Bà biết tính ông mà, một khi chọc ông điên lên Thì mọi thứ chỉ là mũi Thôi thì mặc mẹ chúng mày Bà quách kệ Bà phải lo thân bà trước đã Mà cái con mợ hai kia cũng ngoa ngoắt Tranh chua thật đấy Gào cho lắm vào cuối cùng chỉ thiệt thân Bà chép miệng thở dài một cái Rồi nhắm mắt lại Bên cạnh ông tránh đã thở đều Cả gia trang lại trở về trạng thái Yên lặng như cũ Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nàng dâu tuổi 17 của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.